Academy khai giảng khóa Java Developer Bootcamp hoàn toàn miễn phí cho tất cả học viên nhà Green Academy. Đây là cơ hội lý tưởng để những bạn trẻ đam mê lập trình Java có thể bắt đầu hành trình chuyên nghiệp của mình. Khóa học sẽ tập trung vào việc cung cấp kiến thức sâu rộng về ngôn ngữ lập trình Java, từ đó giúp bạn tự tin thiết kế các trang web thương mại điện tử, landing page các chủ đề tự chọn, web giới thiệu doanh nghiệp, nâng cấp khả năng lập trình frontend, vận dụng React.js trong việc phát triển single page app, xu hướng thiết kế web hiện đại, giúp trải nghiệm tương tự các ứng dụng mobile, xây dựng và vận hành được các xử lý backend chuyên sâu từ ngôn ngữ Java và biết cách quản trị thời gian, phân chia công việc cho một dự án website. Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm sẽ hướng dẫn học viên qua các bài giảng, dự án thực tế và các buổi thảo luận. Đặc biệt, Green Academy cam kết tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà các bạn học viên có thể thực hành và áp dụng kiến thức ngay từ đầu. Đăng ký ngay khóa học để đảm bảo bạn không bỏ lỡ cơ hội học tập và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực lập trình Java.